Mobifone Shop In Shop Lào Cai, chương trình bốc thăm trúng thưởng và khuyến mại hấp dẫn chào mừng khai trường. Đến với Mobifone Shop In Shop Lào Cai, quý khách sẽ được trải nghiệm các sản phẩm hoàn hảo như điện thoại, phụ kiện, sim số đẹp. Đặc biệt, Mobifone Shop In Shop Lào Cai chiên khách hàng với chương trình bốc thăm trúng thưởng. Giá đặc biệt, điện thoại iPhone 7 trị giá 18.780.000 đồng. Giải nhất, sở hữu ngay số tam hoa 888999. Giải nhì, đầu thu truyền hình Mobi TV trị giá 1.500.000 đồng. Giải ba, đồng hồ thông minh Tio trị giá 1.290.000 đồng. Và hàng ngàn giải thưởng khác, tổng trị giá giải thưởng lên đến gần 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, quý khách hàng còn được tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn, tặng phiếu mua hàng 200.000 đồng kèm sim ăn trắng cho 10 khách hàng đầu tiên, tặng phiếu mua hàng 200.000 đồng và sim ăn trắng cho hóa đơn mua hàng từ 1 đến 3 triệu, tặng phiếu mua hàng 300.000 đồng và sim ăn trắng cho hóa đơn mua hàng từ 3 đến 5 triệu, tặng phiếu mua hàng 500.000 đồng và sim ăn trắng cho hóa đơn mua hàng từ 5 đến 10 triệu, tặng phiếu mua hàng 800.000 đồng và sim ăn trắng cho hóa đơn mua hàng từ 10 triệu đồng trở lên. Chi tiết xem trên tờ rơi hoặc đến với Mobifone Shop In Shop Lào Cai, địa chỉ số 10 ngã 6, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, hotline 0931 696 999, website www.mobifonses.com. Mobifone Shop In Shop, hàng tốt, giá tốt, phục vụ tốt nhất. Mobifone, kết nối giá trị, khơi dậy tiềm năng.